Mỗi lần tôi định đứng dậy để đi thì tôi sẽ phải đụng vào lòng ngực của Ngài vì Ngài đang đứng đó ngay trước mặt tôi. Rồi Ngài thò tay vào cái túi nhỏ của Ngài và lấy ra một ít kẹo đưa cho tôi và nói, không sao, không sao đâu mà. Lúc đó tôi đang ngồi khóc trong Phật điện nhỏ vì tôi không biết phải làm sao. Các giáo viên thì nghỉ dần, còn học sinh thì không nghe lời. Và trong buổi tối thuyết pháp đó, sư phụ gọi tôi lên chỗ Ngài ngồi giảng pháp. Rồi Ngài đưa cho tôi một cái túi nhỏ và nói rằng trong cái túi có những chiếc bánh kẹo nhỏ đặc biệt, trái trà là với đậu hạnh nhân và bánh kẹo nhỏ nhiều lắm. Ngài nói con đừng chỉ có khóc lóc, phải nghĩ ra phương pháp nào đó. Khi các trẻ em ngoan ngoãn, con có thể cho chúng bánh kẹo. Và Ngài đã giúp tôi rất nhiều vào những ngày ban đầu ấy. Ngài dạy tôi rằng mỗi khi có hoàn cảnh gì đó xảy đến, không phải giống như là Ngài bảo tôi ngồi xuống rồi nói đây là cách để điều hành một trường học. Ngài nói với chúng tôi những điều thông thường. Chúng tôi nên dạy trẻ em hiếu thảo với cha mẹ. Chúng tôi nên dạy các em kính trọng người già, làm công dân tốt. Ngoài những điều đó, Ngài thật sự để chúng tôi tự tìm cách giải quyết. Cho đến khi có chuyện gì đó xảy ra, thì lúc đó Ngài sẽ cố gắng giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng khó khăn đó. Chúng tôi đang ngồi ở đó, rồi tôi nói thế là đủ rồi, vì tôi chuẩn bị bỏ đi. Nhưng mỗi lần tôi định đứng dậy để đi, thì tôi sẽ phải đụng vào lòng ngực của Ngài vì Ngài đang đứng đó ngay trước mặt tôi. Rồi Ngài thò tay vào cái túi nhỏ của Ngài và lấy ra ít kẹo đưa cho tôi và nói, không sao đâu mà, hãy ăn ít kẹo đi. Thế là mỗi lần tôi định bỏ đi thì Ngài lại đứng đó. Và Ngài nói, ồ, định đi hả? Và tôi đáp, dạ, chịu không nổi. Ngài nói, bình tĩnh nào, không sao cả, không vấn đề gì cả. Dù sao tôi đã cố gắng ở lại rất nhiều lần, tôi không bỏ đi được, và Ngài đã thường dùng cách quan tâm gần gũi tôi. Làm người chết sống lại cũng không khó lắm đâu. Nếu có thần thông, quý vị có thể làm người chết sống lại. Giáo hóa người phương Tây thật là khó nhất. Việc khó khăn gì dường như cũng có thể làm được. Nếu so với việc giáo hóa người phương Tây, họ cứ trợn tròn mắt nhìn quý vị, họ lại còn cao to hơn thầy nữa, không dễ giáo hóa, thật không dễ dàng giáo hóa họ. Do đó, việc giáo hóa người Hoa Kỳ không phải dễ dàng, cũng không phải là việc đơn giản.